Xin chào tất cả mọi người. Trước khi vào chủ đề chính á, mọi người nhớ nha, số điện thoại chủ nhà là nằm ở đây nè, chứ em không phải là chủ nhà. Thì hôm nay á, là em sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà 3 tầng ở đường Phan Văn Trị bên quận 5, phường 7 quận 5 á, mà giá chỉ có 2.3 tỷ thôi nha. Thì bây giờ em sẽ đi quay bên trong và hết toàn bộ tiện ích xung quanh cho mọi người cùng xem. Căn nhà của mình nằm ở hẻm 614 đường Phan Văn Trị bên phường 7 quận 5. Đường này là nằm giữa hai đường Nguyễn Trãi và Trần Hưng Đạo, nên xung quanh có một số tiện ích như là nhà thuốc An Khang và nhà thuốc Phạt Ma City, bệnh viện đa khoa quốc tế, cửa hàng Mini Stop, cây xăng Petrolimex, phòng khám phụ sản 315. Em quay sơ qua vậy thôi, chứ nhà mình ở ngay trung tâm nên không hề thiếu tiện ích đâu nha. Căn nhà ngày hôm nay có địa chỉ là 614/6 đường Phan Văn Trị. Chúng ta cách mặt tiền đâu đó là gì tầm khoảng vài chục mét thôi. Thì thông tin của nhà như là diện tích và giá cả em có để bên góc trái video á, mọi người cứ xem trực tiếp nha. Đây là không gian bên trong nhà nè mọi người. Nhà hiện tại là đang để trống nha mọi người. Đây là không gian của nhà nè. Đó. Rồi bây giờ em sẽ đi tiếp lên lầu 1 cho mọi người xem. Đây là khu vực dưới lầu 1 nè mọi người. Thì ở đây mình có thể làm cái phòng ngủ được nha mọi người. Và xung quanh cũng đều có cửa sổ luôn, nên phòng rất là thoáng. Trong góc sẽ là khu vực nhà vệ sinh. Đây là cái nhà vệ sinh ở trên lầu 1 nè. Rồi bây giờ em sẽ đi tiếp lên khu vực lầu 2 nha mọi người. Tiếp theo sẽ là khu vực lầu 2 nha mọi người. Thì lầu 2 là có thể làm một phòng ngủ luôn cũng được nha, hoặc là làm phòng thờ cũng được. Còn ngoài đây á, là có thêm một ban công, có thể dùng làm chỗ phơi đồ nè mọi người. Đó. Còn bên đây là có thêm một cái nhà vệ sinh nữa nha. Mọi người ơi, khoan rời đi, nhớ ấn like và subscribe để ủng hộ kênh em nha. Em cảm ơn và chúc mọi người tìm được căn nhà ưng ý.